Thưa quý ngài, đây là tâm sự của một anh chàng. Không có chuyện gì cần dùng, cũng gắn một cái máy điện thoại, telephone ở trong nhà chơi. Và ta bực mình quá và than thân như sau đây. Từ đầu nàng đưa tôi, gắn chi cái telephone. Với tôi muốn làm tài khôn, khiến tôi muốn thành ra ma công vào chợ quán cũng đi biên hòa. Alo alo, alo alo, nửa đêm kia kêu nghe bên kia dây alo alo. Thằng cha già gió mày theo đồ đó đồ trâu đồ chó mày không đi về sao? Tôi lấy làm lạ, tôi nói alo, chắc có lẽ bà kêu sai chứ còn tôi mà bà. Thì bà bên bà trả lời, bà nói mày con lẻo mép bao cho chiếc chiếc dèm như con tép bên tàu không đầu tôi mà. Tôi nhạc sĩ hề nói thật, tôi thề số nhà 35 số điện 100 hỏi thì xin lỗi thầy, xin lỗi thầy. Alo alo, nửa đêm nghe chửi om sòm. Đành thôi lại ngủ, tan tan ta tan tan tan. Ôi telephone cũng tay mày, con dê con trâu cũng tay mày. Tao đem tao quăng ở đường này, len keng số mờ chiều, len keng quá hàm tiêu. Cả thân tông tay tép tao cũng khi telephone. Một hôm lửa bắt cháy, chút bên xóm làng kêu la, số chi mấy tìm không ra. Sắp kia mấy thằng em thôi nó cầm đi chơi máy đâu không về. Alo alo, ở đây nhà trái cách đây mấy cái, ở đây đã nóng phải sớ giờ rồng không. Alo, ở đâu đó phải sớ chữ lửa không? Thì ở bên kia mới nói dạ đây là nhà báo hòm, còn gì để gửi đi xa mà dùng mấy cái. Alo alo, ở đây nhà trái cách đây mấy cái, ở đây đã nóng phải sớ giờ rồng không. Alo, ở đâu đó phải sớ chữ lửa không? Bên kia trả lời nói dạ đây là nhà bán thuốc dưỡng thai hiệu con nai, ông cần dùng mấy hộp. Alo alo, ở đây nhà cháy cách đây mấy cái, ở đây đã nóng phải sớ rồi rồng không. Alo, ở đâu đó phải sớ chữ lửa không? Thì bên kia mới nói dạ đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh một lần trên 385 luồng sóng điện. Xin mời quý vị thính giả nghe ban nhạc sầm gian trong một gian nghệ tập luôn. Tôi mới nói dạ thôi ông ơi, nhà cháy mà ai ở đó nghe radio ông ơi. Cũng may hàng xóm từng lô cũng không người thao người nồi chạy quanh mông ngồi lửa dập tắt rồi. Cái telephone ướt dầm mồ hôi vứt đi cho rồi. Tôi liền cái telephone đi mà tôi quên nó còn cái sợi dây đó, nó giật trở lại cho nên cái telephone bay trở vô trúng cái đầu kêu cái. Tôi mới lại kêu alo alo, có bác sĩ ở nhà không, ở đây có một người bị telephone văng bể đầu này. Alo, ở đâu đó? Thì ở bên kia trả lời mới nói alo alo, ở đây là sở gọi rồng. Nhà anh có cháy, nhà anh có cháy, nhà không. Thiệt là tai nạn telephone. Nhưng khi không nghe chửi om sòm, kéo xe bom về trung trại hôm. Thêm vô con ai có lưng còm, chơi telephone có hôm nào. Kéo ngay không sai nghe đem vào, cho một câu, bé đâu gì telephone.